350 ký đi lấy về là sang bạn hàng rồi móc bán đầu mùa nó ngon, ngày 50-70 ký ta 40 ký không chừng nữa, cá chạy nhiều thì có nhiều, còn cá chạy ít có ít. Đầu mùa thì kho lạc thì nó ngon, chiên bột, nấu canh chua, kho mắm, nó nhiều loại dùng. Chưa tước gì thì 40.000 ký, còn cái tước sẵn thì 50.000 ký, rồi còn bông súng thì 5.000 lọn nữa. Thì người ta ăn nhiều rồi đó, vô cá linh là ta ăn nhiều, ăn nhiều bông súng với bông điện với cá linh. Ngày nhà thì tôi bán 10 ký lô, 10 mấy ký, rồi bông súng thì sớm mơ chiều 100 lọn. Năm nay là đầu mùa là cũng như bên Long Khánh tới mùa đơn điện là quá nhiều, rất là nhiều. Giờ đem qua cho cô báo như bạn hàng bỏ cho là năm ngoái là 20.000 ký, năm nay 25.000 ký, dẫn chị em ta cũng dẫn mua là bởi như bạn hàng là cũng như điều ai cũng nhắc đầu mùa nó ngon hơn, cái mùa nước nổi thì nó ngon hơn mùa kia đó. Và bây giờ cũng như người ta ăn vậy bán thì một bữa thì ít, bữa nay là 10 ký 20 ký. Sáng này thì chị đi chợ chị mua bông điên điển, cá linh, nhưng năm nay chị thấy nó hơi cao hơn năm rồi. Thì bông điên điển thì mỗi năm nó đầu mùa thì nó 20, năm nay nó 25.000, vẫn ăn bình thường tại đầu mùa mà. Đầu mùa nó hơi cao hơn tí nhưng mà nó ngon.